Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mới đây, công an thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các lực lượng phối hợp điều tra nguyên nhân người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó ngày 16 tháng 3, chị HTBT 29 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, thuê nhà nghỉ IB do mấy ngày liền không thấy chị T ra khỏi phòng nên khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3, quản lý nhà nghỉ cùng nhân viên tạp vụ lên phòng kiểm tra. Khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện chị T đã tử vong trên giường, trên mặt có chảy máu, bọt khí, cơ thể có các dấu hoen đỏ. Nhân viên nhà nghỉ đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Bà Rịa đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu xác định chị Tê tử vong do phù phổi cấp. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Ngày 19 tháng 3, chị Lương Thị Huấn sinh năm 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện An Sơn, Nghệ An cho biết Suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì. Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào giữa tháng 11 năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 2005. Theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh, rồi qua hiện Nguy Xuân, Hà Tĩnh để làm thêm, Biết con đi làm thêm tại quán bia, chị Huấn đã khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. Ba ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nguy Xuân, Hà Tĩnh chơi. Khoảng ngày 25 tháng 11 năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ, khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cà phê sáng với mức lương 6 triệu đồng. Chị Huấn lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu nên nhiều tháng qua gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Chị Huấn nói chồng chị vì lo lắng nên gọi nhiều nhưng Yến đã nhắn đừng gọi điện thoại, Yến sẽ gọi lại qua Facebook. Tuy nhiên sau đó người nhà liên lạc gọi mãi mà số điện thoại của Yến thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay gia đình không có thông tin gì về cháu, số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy. Được biết chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo, hàng ngày hai vợ chồng chị ở nhà làm nông. căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhà, đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị. Chị cho biết mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con không tìm thấy con ở nhà lo lắng mất ăn mất ngủ chỉ mong tìm thấy con về bình an sau khi con gái mất liên lạc gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được gia đình chị sẽ tiếp tục lên công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con Thông tin từ công an thành phố Buôn Ma thuộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15 tháng 3, công an nhận được đơn trình báo của một cô gái 19 tuổi quê Vĩnh Long. Trong đơn, cô gái trình bày bị quản lý một quán karaoke tại thành phố Buôn Ma thuộc bán cho người khác với giá 20 triệu đồng. Nhận được đơn trình báo, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma thuộc đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra. Và cuộc điều tra công an thành phố Bùn Bà Thuột đã tạm giữ 4 nghi phạm gồm Huỳnh Minh Hùng, 36 tuổi, ngộ thành phố Bùn Bà Thuột, Mai Gia Bảo, 20 tuổi, Hoàng Trọng Khiên, 20 tuổi và Lê Hồ Nhật Tân, 17 tuổi, cùng ngộ huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2 năm 2023, Hùng làm quản lý quán karaoke 307 ở đường Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, thành phố Bùn Bà Thuột. Quá trình làm quản lý, Hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót bia, bấm bài cho khách hát. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết với Bảo, người dẫn dắt tiếp viên nữ cho các quán karaoke tại huyện Crong Năng. Tối 13 tháng 3, khách đến hát phàn nàn với Hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia cùng. Sau đó, Hùng tác vào mặt nữ tiếp viên và gọi điện bán nữ tiếp viên này cho Bảo với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm ngày 13 tháng 3, nhóm của Bảo từ huyện Prong Năng lên thành phố Buôn Ma Thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện. Khi khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng thu giữ một khẩu súng tại nhà của Hoàng Trọng Khiên. Tại cơ quan công an, nghi phạm Hùng thừa nhận đã thỏa thuận bán nữ tiếp viên cho Bảo, lý do nữ tiếp viên này bị khách phàn nàn về phục vụ không tốt. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh điều tra nhóm nghi phạm trên về hành vi mua bán người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xăng dầu xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra. Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9 năm 2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam miền Trung Tây Nguyên. Theo cơ quan điều tra việc khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án điều tra về đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Công an tỉnh xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng đã tịch thu xung công quỹ nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau. Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thành Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội, buôn lậu. Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là vụ án được ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các bị can phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú. Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ thông tin việc cửa kính ô tô máy nhà dân gần sân bay Tân Sơn Nhất bị bi sắt văng trúng gây hư hỏng. Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình và phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố cùng một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan, ra soát và làm việc với hơn 20 hộ dân tại khu vực ngã ba Lam Sơn Hồng Hà. Đồng thời triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn tiếp tục mở rộng ra soát rộng ra các hộ dân khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, công an quận Tân Bình cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc, vận động tuyên truyền người dân trên địa bàn nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc tương tự nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, giải quyết và xử lý theo quy định. Bước đầu, công an quận Tân Bình đã có được một số thông tin phục vụ quá trình truy xét. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình xác minh điều tra làm rõ, công an thành phố sẽ cung cấp thông tin khi xác định và xử lý đối tượng vi phạm. Sau thời gian xảy ra vụ việc trên, Công an quận chưa tiếp nhận được đơn thư tố giác tội phạm về việc bi sắt văng trúng, làm hư hỏng một số tài sản của người dân. Trước đó ngày 6 tháng 3, nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị hàng loạt bi sắt văng trúng, làm hư hỏng cửa kính, mái nhà, ô tô trong khu dân cư. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an quận Tân Bình khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc trên.